tin trưa ngày 1 tháng 10. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị tháng mới nhiều thuận lợi và bình an. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin trưa ngày 1 tháng 10. Bản tin gồm có những nội dung chính sau đây. Tin Việt Nam, tại Bình Dương, công an xin lỗi sau khi đánh người quay video ở điểm tiêm vaccine. Hàng loạt các tỉnh thành Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu xuất hiện nhiều ca nhiễm cộng đồng. Nhiều tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội. Giá ga tăng mạnh, kỷ lục hơn 460.000 đồng một bình. Trước một phút rời bệ phóng, Nhật Bản hủy phóng vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam. Tin thế giới, Philippines phản đối Trung Quốc duy trì 150 tàu ở quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam. Quay lưng với Úc, Pháp ký kết hợp đồng quân sự hơn 3 tỷ đô la Mỹ với đồng minh châu Âu. Anh hỗn loạn do cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Mỹ ký dự luật tránh chính phủ đóng cửa. Và sau đây là thông tin chi tiết. Tin tại Việt Nam, thưa quý vị, liên tục những ngày qua, có những chia sẻ hình ảnh, video cho thấy sự cưỡng ép và bạo lực của một số người thực thi công tác phòng dịch với người dân. Mới đây, cư dân mạng đang truyền nhau vụ việc tại Bình Dương, công an xin lỗi sau khi đánh người quay video ở điểm tiêm vaccine. Báo VOV đưa tin, vào tối qua ngày 30 tháng 9, đại diện của phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên cho biết, lãnh đạo phường và công an đã đi đến nhà của người dân để xin lỗi sau khi xảy ra vụ ẩu đả. Theo thông tin ban đầu, lãnh đạo phường Phú Chánh cho biết, tại một điểm tiêm vaccine mũi thứ hai tập trung đông người, lúc này công an đã đề nghị người dân phải kiểm tra thư mời rồi mới cho vào điểm tiêm. Sau đó, người đàn ông tên T đang cầm điện thoại quay phim thì bị ông Huỳnh Thanh Trước, công an phường đến quật ông T ngã xuống nền bê tông. Người đi cùng ông T chạy đến nhưng lực lượng công an đã kéo ra. Sau đó, ông Trước tiếp tục kéo ông T vào phòng đánh và bỏ rèm che xuống. Còn báo pháp luật cho biết, nhiều người dân tại điểm tiêm liên tục la lớn, yêu cầu cán bộ công an giải thích vì sao lại đánh người dân và yêu cầu cán bộ công an phải xin lỗi. Sau đó, lãnh đạo phường Phú Chánh và ông Huỳnh Thanh Trước đã đến nhà của ông T nhận trách nhiệm, xin lỗi ông T và gia đình. Nhiều địa phương đang mở cửa, nới lỏng giãn cách, tái hoạt động kinh tế và hướng tới bình thường mới. Tuy nhiên, những ngày gần đây, hàng loạt địa phương đã ghi nhận thêm ca nhiễm cộng đồng và không rõ nguồn lây. Tại Hà Nội, sáng nay ngày 1 tháng 10, Sở Y tế thành phố xác nhận thêm 5 ca nhiễm cộng đồng và chưa rõ nguồn lây ở 3 khu vực gồm có quận Nam Từ Liêm 3 ca, quận Ba Đình và Tây Hồ mỗi nơi là 1 ca. Đây đều là các trường hợp thuộc chùm ca bệnh sàng lọc ho sốt. Như vậy, tính đến nay, Hà Nội đã có 4.470 ca nhiễm và 51 trường hợp tử vong. Tại Đà Nẵng, cũng xuất hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Ngày 30 tháng 9, ngành y tế Đà Nẵng đã xác nhận thêm 3 ca dương tính mới, trong đó có 2 ca tại khu cách ly tập trung và còn lại là 1 ca cộng đồng trở về từ vùng dịch. Bệnh nhân là nam 44 tuổi, ngụ tại đường Trường Chinh, phường An Khê, quận Thanh Khê, là tài xế cho nhà xe Phú Nhung. Người này có triệu chứng, đã test nhanh tại phòng khám Ân Đức và cho kết quả dương tính. Nhà chức trách đã khoanh vùng nơi tài xế này thuê nhà ở đường Trường Chinh gồm có 23 hộ dân với 91 nhân khẩu. Ngoài ra, nơi anh này hay lui tới ở 209 Trường Chinh cũng đã được phong tỏa tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm cho 27 người. Qua test nhanh, cho 4 trường hợp F1 đều có kết quả âm tính. Còn tại Đắk Lắk, cũng trong ngày 30 tháng 9, ngành y tế tỉnh này đã công bố thêm 18 ca nhiễm cộng đồng chưa rõ nguồn lây ở thôn Cao Thắng và Buôn Tơ Du ở xã Ea Cao, thành phố Buôn Ma Thuột. Chính quyền địa phương đã phong tỏa những khu vực này và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan. Trước đó, thành phố Buôn Ma Thuột cũng phát hiện thêm một cụm dịch trong cộng đồng. Như vậy, chỉ trong 3 ngày, thành phố đã có 2 cụm dịch lớn chưa rõ nguồn lây. Hiện Đắk Lắk có 1.738 ca nhiễm và 7 người tử vong. Bà Rịa Vũng Tàu cũng ghi nhận 15 ca nhiễm cộng đồng. Vào hôm qua ngày 30 tháng 9, CDC tỉnh đã ghi nhận 17 ca dương tính, trong đó có 2 ca tại khu cách ly và 15 ca trong cộng đồng. Những người này chưa được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Số ca lây nhiễm cộng đồng bao gồm thị xã Phú Mỹ ghi nhận 13 ca, huyện Châu Đức 2 ca là tài xế và phụ xe chở hàng từ công ty ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào Bà Rịa Vũng Tàu. Tính đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu đã có 4.298 ca nhiễm và 47 ca tử vong. Trong lúc này, nhiều tỉnh thành khác ở phía Nam đã bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, trong đó tỉnh Đồng Tháp chuyển xuống áp dụng chỉ thị 15.
Vào tối ngày 30 tháng 9, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thông báo, kể từ ngày 1 tháng 10, toàn tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 cho đến khi có quyết định mới. Theo đó, nhiều cơ sở được hoạt động trở lại như sau. Các khu vực sản xuất kinh doanh, khu cụm công nghiệp được hoạt động nhưng phải thực hiện phương án 4 tại chỗ và áp dụng một cung đường 2 điểm đến trong trường hợp người lao động đã tiêm một mũi vaccine trở lên sau ít nhất là 10 ngày. Các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ bán lẻ chỉ được hoạt động tối đa là 70% công suất và đóng cửa từ 18 giờ. Người bán hàng phải được tiêm ít nhất một liều vaccine sau ít nhất 10 ngày. Hoạt động ngoài trời, trong nhà không được tụ tập quá 10 người. Vĩnh Long áp dụng chỉ thị 19, Cần Thơ thực hiện chỉ thị 15. Ngày 30 tháng 9, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 10, toàn tỉnh sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 19 cho đến ngày 15 tháng 10, ngoại trừ các khu vực đang phong tỏa. Ngoài ra, chính quyền cũng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp trên 20 người trong một phòng, tại nơi công cộng, đám cưới, đám hỏi và tang lễ, ngoài phạm vi công sở cũng không được quá 10 người trong một thời điểm. Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng không được phục vụ quá 30% công suất và không quá 10 khách một lần phục vụ. Cũng trong cùng ngày, chính quyền tỉnh Cần Thơ thông báo các khu vực còn lại sẽ chuyển từ chỉ thị 16 xuống chỉ thị 15 bao gồm phường An Hòa, An Khánh, Cái Khế, Hưng Lợi, Tân An, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều và các phường Hưng Phú, Phú Thứ, Tân Phú, quận Cái Răng cho đến khi có quyết định mới. Long An đề nghị 16 địa phương đón hơn 1.000 công nhân về quê. Tối ngày 30 tháng 9, Long An đã gửi kiến nghị yêu cầu 16 địa phương đón 1.247 người dân ùn ứ tại khu vực quốc lộ N2, huyện Đức Hòa của tỉnh. Trước đó, từ đêm ngày 29 đến sáng ngày 30 tháng 9, những người trên đi phương tiện cá nhân lưu thông theo quốc lộ N2 muốn được về quê nhưng bị giữ lại tại chốt kiểm soát khu vực cầu Đức Hòa, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa gây ra cảnh ùn ứ. Theo đó, tỉnh Long An đề nghị các địa phương đón người dân trở về khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 5 tháng 10. Tạm kết thúc phần tin dịch bệnh, mời quý vị cùng chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Giá ga tăng mạnh, kỷ lục hơn 460.000 đồng một bình. Chiều ngày 30 tháng 9, các doanh nghiệp kinh doanh ga cho biết giá ga bán lẻ tiếp tục tăng tháng thứ 5 liên tiếp. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 10, ga của Petro Việt Nam và Sài Gòn Petro tăng 3.500 đồng 1 kg, đã bao gồm VAT, giá bán lẻ tối đa là 461.500 đồng 1 bình 12 kg. Tương tự, các sản phẩm ga bán lẻ của Pacific Petro cũng tăng 3.500 đồng 1 kg, tương ứng mức tăng 21.000 đồng 1 bình 6 kg, 42.000 đồng đối với bình 12 kg và 157.000 đồng đối với bình 45 kg. Ông Lê Quang Tuấn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương cho hay, mức tăng mạnh này đã được dự báo trước. Nguyên nhân là do giá khí đốt ở châu Âu tăng kỷ lục và chưa có dấu hiệu dừng. Đồng thời, theo ông Tuấn, các nước Sri Lanka, Chile, Đan Mạch, Pháp, Đức, Montenegro và Anh đã công bố hiệp định nói không với điện than. Điều này làm cho giá khí dầu mỏ hóa lỏng tiếp tục tăng mạnh, giá ga của Việt Nam theo đó mà kéo lên. Còn theo các đại lý kinh doanh ga lẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, giá ga tăng thời điểm dịch bệnh khó khăn này làm ảnh hưởng lớn đến cả người bán lẫn người mua. Trước một phút rời bệ phóng, Nhật Bản hủy phóng vệ tinh Nano Dragon của Việt Nam. Hôm nay ngày 1 tháng 10, theo kế hoạch vào lúc 7 giờ 51 phút theo giờ Hà Nội, vệ tinh Nano Dragon được phóng lên vũ trụ từ tên lửa Epsilon số 5 tại trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản, cùng với 8 vệ tinh khác của nước này. Tuy nhiên, chỉ trước một phút tên lửa rời bệ phóng, cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA thông báo sẽ không phóng tên lửa hôm nay do có trục trặc chạm trên mặt đất. Hiện thời gian phóng lại vẫn chưa được rõ. Nano Dragon là vệ tinh dạng CubeSat lớp nano, nặng khoảng 4 kg, có kích thước 3U, 100x100x340,5mm, được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển. Hôm 17 tháng 8, vệ tinh Nano Dragon đã được gửi sang Nhật Bản để chuyển đến bãi phóng, kiểm tra các khâu cuối cùng sẵn sàng vào bệ phóng. Dự kiến sau khoảng 52 phút, tên lửa bắt đầu thả chính vệ tinh này vào quỹ đạo. Nano Dragon sẽ là vệ tinh cuối cùng được thả vào không gian. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, vệ tinh Nano Dragon được phát triển với mục đích theo dõi, giám sát phương tiện trên biển bằng công nghệ chùm vệ tinh siêu nhỏ để thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy. Mời quý vị cùng chuyển sang phần tin thế giới.
Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng đối với Biển Đông và các hoạt động gây hấn của Bắc Kinh ở khu vực lãnh hải luôn là mối lo của các nước trong khu vực. Hôm 30 tháng 9, Ngoại trưởng Philippines ông Teodoro Luxin đã chỉ thị gửi 3 công hàm phản đối các hoạt động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Một công hàm nhắm vào việc Bắc Kinh duy trì sự hiện diện của 150 tàu cá ở đá khúc giác mà Philippines gọi là thuộc biển Tây Philippines. Trên thực tế, khu vực này thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Công hàm thứ hai phản đối việc Trung Quốc phi pháp và không ngừng ngăn cản ngư dân Philippines tiến hành các hoạt động đánh bắt hợp pháp ở bãi cạn Scarborough. Còn công hàm cuối cùng chỉ trích việc Bắc Kinh phát sóng vô tuyến nhằm vào các cuộc tuần tra hàng hải của Philippines. Động thái này diễn ra một ngày sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines NSC cho biết vẫn còn khoảng 150 tàu Trung Quốc ở biển Tây Philippines. Theo thông báo, các tàu hải cảnh Trung Quốc này đang thực hiện các hoạt động đánh bắt và di chuyển từ điểm này sang điểm khác trong khu vực. Thông tin được đưa ra trong buổi thảo luận về ngân sách năm 2022 tại Hạ viện. Nghị sĩ Rupi Biazon cho biết thêm, đây là loại tàu lớn dài từ 30 đến 50 mét, được ngụy trang dưới hình thức tàu dân sự. Theo nghị sĩ Biazon, NSC đã khuyến nghị chính phủ Philippines tăng cường tuần tra biển Tây Philippines trong bối cảnh sự hiện diện ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Cũng hôm 30 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delphine Lorenzana tiết lộ, Trung Quốc đã phản đối việc Philippines thúc đẩy xem xét lại Hiệp ước Quốc phòng 70 năm với Hoa Kỳ. Philippines đã từng thể hiện mong muốn sửa đổi Hiệp ước Phòng thủ lẫn nhau MDT năm 1951 để làm rõ mức độ mà Hoa Kỳ sẽ bảo vệ đồng minh của mình nếu nước này bị tấn công. Theo lời của ông Lorenzana, hồi năm 2018, một cựu đại sứ Trung Quốc đã đến gặp ông và kiến nghị phía Philippines không động đến Hiệp ước này. Vị Bộ trưởng nhận định việc thúc đẩy Hiệp ước này rõ ràng không có lợi gì cho Trung Quốc vì Bắc Kinh biết rằng bất kỳ hành động gây hấn nào mà họ thực hiện sẽ kích hoạt MDT. Quay lưng với Úc, Pháp ký kết hợp đồng quân sự với đồng minh châu Âu. Hôm 29 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp ông Florent Parly cho biết nước này sẽ bán 52 khẩu pháo Caesar cho Cộng hòa Séc trong một thỏa thuận trị giá 257 triệu euro, tương đương với 301 triệu đô la Mỹ. Quân đội Séc dự kiến sẽ sử dụng các loại pháo của công ty Nestor Pháp để thay thế 48 pháo tự hành Dana hiện nay. 4 khẩu pháo tự hành đầu tiên sẽ được sản xuất tại Pháp, còn những khẩu pháo còn lại sẽ do một tập đoàn của Séc lắp ráp. Trước đó một ngày, Pháp và Hy Lạp đã công bố một thương vụ quốc phòng mới trị giá 3 tỷ euro, tương đương với 3,48 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Pháp sẽ cung cấp cho Hy Lạp 3 tàu khu trục mới. Hợp đồng này được cho là sẽ giúp bù đắp một phần thiệt hại từ thương vụ tàu ngầm bị đổ bể giữa Úc và Pháp trị giá 66 tỷ đô la Mỹ. Sau sự cố này, Paris đang thúc đẩy quyền tự chủ quốc phòng lớn hơn của châu Âu và kêu gọi khối giảm bớt việc phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ. Anh quốc hỗn loạn do cuộc khủng hoảng nhiên liệu. Theo Reuters, đến ngày 30 tháng 9, 2.000 trạm xăng ở Anh vẫn cạn kiệt. Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu nước này cho biết 27% thành viên của họ đã hết nhiên liệu. Cùng ngày, dữ liệu của Bộ Giao thông Vận tải Anh công bố cho thấy lưu lượng xe cơ giới đã giảm 6 điểm phần trăm vào ngày 20 tháng 9 so với tuần trước đó. Trong tuần vừa qua, nhiều vụ ẩu đả đã diễn ra tại các trạm xăng của quốc gia này. Giới chức Anh liên tục trấn an người dân rằng cuộc khủng hoảng đang dần được kiểm soát. Đến ngày 29 tháng 9, chính phủ của nước này đã điều động các quân đội để hỗ trợ vận chuyển nhiên liệu. Việc Anh rời Liên minh châu Âu Brexit và đại dịch COVID-19 được cho là những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc khủng hoảng này. Hàng triệu người châu Âu đã rời khỏi Anh hậu Brexit, đặc biệt đẩy nước này vào tình trạng thiếu tài xế xe cơ giới. Sự thiếu hụt lực lượng lao động này đã ảnh hưởng đến sự vận hành của toàn bộ nền kinh tế Anh, với hiệu ứng lan tỏa từ ngành xăng dầu sang các lĩnh vực khác. Và những thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị buổi trưa an lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tối nay.